chào, mình là Phan Ngân. Và sau đây Phan Ngân sẽ nói về bản thân Ngân qua những chữ cái. Sau đây Ngân sẽ bốc thăm một cái chữ cái bất kỳ và Ngân sẽ nói về nó. Chữ F à? Wow. Chữ F ạ. Chữ F có rất là nhiều ý nghĩa. Chữ F là friend, là bạn bè. Ngân là một người khá là ít bạn. Nhưng mà Ngân cảm thấy rất là may mắn khi mà những người bạn của Ngân họ rất là yêu thương Ngân và cho tới bây giờ luôn. Cuộc sống của Ngân từ lúc vào Sài Gòn và tự lập tới bây giờ thì Ngân được sự giúp đỡ từ bạn bè rất là nhiều. Và F còn có nghĩa là forever. Là mãi mãi. Ngân vẫn tin vào một cái gì đó sẽ bền lâu và bền chặt như chữ F vậy. Thì F còn có nghĩa là family. Family thực sự gia đình. Gia đình là một nơi mà mỗi khi Ngân nghĩ về, Ngân đều cảm giác là bình yên. Tại vì thực sự Ngân rất là may mắn khi mà có một gia đình luôn ủng hộ Ngân trong những bước đường Ngân đi. Khi mà ba mẹ có một cái chuyện gì đó mà muốn phản đối thì họ cũng rất là nhẹ nhàng và họ rất là lắng nghe ý kiến của Ngân. Thì Ngân hy vọng sắp tới nữa, tại vì Ngân vẫn chưa có nhiều thời gian dành cho gia đình, Ngân vẫn còn đam mê với những hoài bão của mình nhiều quá, nhưng sắp tới Ngân sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đi du lịch cùng với ba mẹ. Chữ Y. chữ Y là tiếng Anh là yellow nè. Thì màu vàng là màu mà Ngân rất là thích. Và Ngân cảm giác màu vàng là màu đem tới may mắn cho Ngân rất là nhiều. Y có nghĩa là yêu nữa. Thì mọi người hay hỏi Ngân là giữa tình yêu với sự nghiệp bây giờ thì Ngân sẽ chọn cái gì á. Thì Ngân nghĩ là trước tiên Ngân vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp, còn tình yêu thì cho Ngân xin hẹn lại. Tại vì thật sự bây giờ đó cũng là một cách nói để bào chữa cho cái sự ế của mình thôi. Qua nha. Chữ S. S là summer. Ngân là một đứa được sinh ra vào đầu mùa hè. Và mùa bắt đầu những cơn mưa rào. Ở trong miền Nam mình thì chỉ có mưa thôi. Thì mùa hè thật sự có ý nghĩa với Ngân. Mùa hè cũng là mùa viết tình ca. Đó là một cái trải nghiệm được quay vào ở biển vào mùa hè và đem tới cho Ngân rất là nhiều cảm giác. Mà cho tới bây giờ khi mà được nhắc đến mùa hè năm 2018 thì Ngân sẽ nhắc tới mùa viết tình ca, tại vì nó giống như là một giấc mơ rất là đẹp mà từ trước tới giờ Ngân được trải nghiệm vậy. Mùa viết tình ca chính là một cái phim điện ảnh đầu tiên mà Ngân được tham gia. Thì những cái gì đầu tiên thì nó luôn luôn có ý nghĩa, đúng không? Nhưng mà thật sự là mọi người luôn nói là Ngân rất là may mắn khi phim điện ảnh đầu tay của mình được làm việc với một nhà sản xuất thương và support Ngân rất là nhiều. Về các bạn diễn, các anh chị, các cô chú trong phim cũng rất là yêu thương Ngân. Rồi đạo diễn tới các anh chị trong ekip thì mọi người đã sống cùng nhau như một gia đình. Ở khi mà quay suốt 32 ngày ở vừa Mũi Né vừa Vĩnh Hy thì thực sự là điều kiện và thời tiết rất là khó khăn. Tại vì thực sự là đang mùa mưa nữa, cho nên là mọi người đang phải chạy rất là gấp rút. Nhưng mà những cái bữa cơm đoàn ngồi cùng với nhau, rồi những ngày quay đại cảnh mà trời thì mưa tới thì mọi người lại không quay được. Cho nên là thực sự là những ngày đó phải yêu thương và ủng hộ tinh thần nhau rất là nhiều thì mới có thể vượt qua được. Và phim kịp ra mắt mọi người vào cuối tháng 8 và tháng 9. Thì thực sự là trên phim ấy có rất là nhiều cảnh đã bị cắt đi. Nhưng mà nếu mà mọi người được ở đó và trải nghiệm cái quá trình thì thực sự sẽ có một cái cảm giác rất là khác.
Nó không biết khi phim ra rạp thì có mang tới cảm giác thoải mái cho mọi người hay không, nhưng mà thực sự khi đấu mùa với tình ca, cả Ngân và anh Isaac luôn, cả hai nói với nhau là thực sự anh giống như được sống lại tuổi trẻ một lần nữa, và Ngân được mơ một cái giấc mơ mà cuộc đời Ngân muốn hướng tới như thế. Nhưng mà Ngân qua đây, Ngân cũng cảm ơn là mọi người đã ủng hộ và yêu thương Ngân trong mùa viết tình ca nha. Chữ L, L. Thì đầu tiên mà nhìn chữ L là Ngân nghĩ tới từ La La Land. Đó là một bộ phim điện ảnh âm nhạc. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà Ngân coi bộ phim này thì thực sự Ngân có một cái sự đồng cảm, và Ngân không hiểu tại sao cho tới bây giờ Ngân vẫn luôn luôn nghe bài City of Stars. Và Ngân luôn luôn mỗi tối trước khi đi ngủ, Ngân hay ngồi vào đàn và đàn bài đó. Ngân cảm giác ước ao trong cuộc đời Ngân có thể có được một bộ phim âm nhạc mà có thể để lại trong lòng mọi người cái cảm giác dư vị lâu, và nó sẽ động lại trong lòng mọi người lâu tới như vậy. Chị Chi là go trong tiếng Anh. Thực ra từ go trong tiếng Anh có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà go ahead, Ngân luôn quan niệm là với mọi khó khăn ấy, sau những cái gì mà Ngân trải qua thì đương nhiên cũng có những cái sự khó khăn ở trong đời. Và có những lúc Ngân là chán nản, Ngân ngồi và Ngân tự hỏi là mình có đang đi đúng đường, mình có đang làm đúng cái việc mà mình đam mê, nhưng mà nó có thực sự hợp với mình hay không. Thì sau những lần như vậy, Ngân có nghe được một câu rất là hay, là cái khoảng thời gian mà mình khó khăn á, mọi người cũng hay hỏi Ngân là Ngân làm gì khi buồn và Ngân làm gì khi Ngân gặp khó khăn. Thì Ngân nghĩ là cái khoảng thời gian đó giống như là một cái lúc để mình nghỉ ngơi và mình nghĩ lại mình đã làm được gì và mình chưa làm được gì. Thì sau đó mình sẽ cố gắng để mình đi về phía trước và tiếp tục cái đam mê của mình một cách tỉnh táo nhất. Vậy thì đã xong vài cái về Phan Ngân rồi đúng không? Thì Ngân hy vọng là mọi người sẽ hiểu hơn về Ngân và sẽ luôn ủng hộ cho Ngân trên những bước đường sự nghiệp kế tiếp trong tương lai. Cảm ơn tình cảm của mọi người và xin chúc mọi người có thật nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại Phan Ngân ở trong vai trò khác nhau sắp tới nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.